Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đà Giò. Bên mình tào lao chào với đào Trần Hoàng, Đại Lâm Ba Lô Tà Ly và Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là những ngày giữa tháng 5, mùa mưa thật sự đã đến rồi. Và có rất nhiều nơi đã bị hạn hán, hạn khô của miền Nam chúng ta, đặc biệt là Gò Công, Tiền Giang và Bến Tre cùng Long An. Sẽ có rất nhiều niềm vui phía trước sau những cơn mưa. Đây Lâm làm cái video này để nói về chuyện cáp kèo và cáp kèo. Kèo thơm, ba con tôm thì mình sẽ rượt đối phương đến nhà. Còn kèo không thơm thì hãy bình tâm, bình dạy. Không ai dạy mà lủi đầu vào xe hủ lô, xe lu nha các bạn. Đấy là chuyện cáp kèo và cáp kèo, kiếm cơm và kiếm canh là như thế nha. Rồi, Đại Lâm sẽ nói về tình hình cáp kèo ra sao nha. Như hiện tại bây giờ, giữa Việt Nam chúng ta nha, Việt Nam chúng ta, trước đây các bạn cũng biết đấy, những kèo cột đánh tay rất hay, rất hấp dẫn. Những đối thủ chưa từng gặp nhau và chưa từng biết nhau về kèo tay, kèo chế, đủ thứ các kiểu nè, cứ hẹn nhau. Ví dụ như kèo tay đi nha, kèo tay đi, solo 1-1 nè, rồi 2-2, 3-3, 4-4 nha. Nếu chưa biết nhau thì ok, rồi đến giao lưu. Solo 22, 33, 44. Đấy là kèo tay nha. Tất tần tật. Chơi hết. Lấy là chưa biết nhau. Không có cân đo đồng điểm ra sao. Nha. Đấy là kèo tay. Còn hiện tại bây giờ hầu như là 2023, 2024 vừa rồi. Bây giờ 2023 vừa rồi và 2024. Hầu như kèo tay đã tê liệt thật sự rồi các bạn ạ. Tê liệt thật sự rồi. Chỉ còn những cái giải thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ giải cũng không có ăn thua mặn mà với người hâm mộ nữa. Vì có thể nói là giải quá nhiều và quá nhiều. Và các cao thủ gặp nhau không còn cái độ gây cấn hấp dẫn như trước đây nữa. Và nhiều ông bầu đã từ chối bầu bì cho các team của mình nữa. Nha. Đấy là 2024. Đấy là kèo tay. Còn kèo chế cũng vậy. Trước kia chẳng ai biết ai. Cấp solo key nha. Thí dụ cấp solo key 1 key. Rồi nhận hàng nha. 1 key thì nhận hàng. Rồi đầu dò solo 22 gì đó, 33 là nhận hàng và nhận hàng nha. Để Lâm sẽ nói về kèo chế nha. Kèo key nè. Rồi solo đầu dò hoặc đầu dò này kia nha. Rồi key đội, coi như là không có đối thủ nào biết đối thủ nào thì nhận hàng và nhận hàng nhanh. Ok nè. Đấy. Còn hiện tại bây giờ 2024, hầu như mọi kèo cáp với nhau rất khó khăn và rất xảy ra. Rất khó xảy ra nha các bạn. Rất khó khăn. Vì các đối thủ đã biết nhau từng ly từng tí rồi. Ai cáp kèo có thể nói là dùng một cái từ ấy. Dùng cái từ này hơi quá nặng nha. Ai cắp kèo ngu hơn thì sẽ móc túi và móc bóp. Còn người được kèo thơm kèo lợi hơn thì sẽ được tới nhà, rượt đến nhà nha các bạn nha. Rồi đây Lâm sẽ nói như thế này. Trước đây các bạn cũng biết đây, những cái kèo kỳ như là ở Tây Ninh đi. Ví dụ như Tây Ninh là có Châu Sĩ Tín là đánh kèo kỳ nha, Châu Sĩ Tín đánh kèo kỳ. Thống Bến Cầu 1m71 đánh kèo tay và Tấn An nha. Ba đứa em này thường thường là có những rất nhiều kèo hẹn, như là Châu Sĩ Tín trước đây cũng kỳ solo rất nhiều kèo nha. Rồi Thống Bến Cầu 1m71 cũng có kèo tay rất nhiều. Thí dụ vậy nha. Còn Tấn An cũng vậy, đôi công và đôi công. Đây là ba đứa em có thể nói là kèo hẹn ở Tây Ninh nhiều nhất nha.
Còn phía Sài Gòn dưới đây thì các bạn trước đây cũng biết rồi đấy, nhóm của Cầu Tre thường thường đi Long Khánh, giao lưu là Gơ Tây, Cường Kem, vân vân và vân vân, giao lưu với những anh em đầu dò của Long Khánh, Đồng Nai. Nói chung là chưa ai biết ai như thế nào thì kèo cột sẽ rất hay, rất hấp dẫn xảy ra, có liên tục và liên tục nha. Đấy là Đại Lâm nói về kèo cột cấp kèo nha. Nói chung là những sân rất nhiều kèo đó. Còn hiện tại bây giờ hầu như 2024 đã tê liệt hoàn toàn. Tê liệt hoàn toàn nha các bạn. Thật sự thì cáp kèo và cáp kèo không bên nào muốn chịu thua bên nào nha, không bên nào muốn chịu thua bên nào. Cho nên sẽ rất khó kèo xảy ra. Và đặc biệt các cao thủ gần đây hầu như đã từng chơi chung nhau một tem, rồi từng kiếm cơm chung nhau, rồi nói chung là vân vân nha. Đại Lâm nói như thế để cho các bạn hiểu năm nay nha. Cho nên bây giờ có thể nói là quá khó khăn và rất khó khăn về độ cáp kèo. Đấy là miền Nam chúng ta nha, miền Nam nha. Còn bây giờ bên phía miền Bắc nè, miền Bắc nha. Trước đây quân Bắc Giang, quân Bắc Giang thường cầm điếu cày nha, quân Bắc Giang nè nha, Quy Cháo, Dũng Binh là ba cao thủ này nha, ba cao thủ này từng có rất nhiều kèo để đụng độ với anh em miền Nam nha, như là quân Bắc Giang nè, Dũng Binh của Vĩnh Phúc và Quy Cháo của Hải Phòng. Có thể nói ba cao thủ của miền Bắc này rất nhiều lần gặp gỡ phía Tài Nhỏ, Thanh Nhỏ, Chuối Bình Dương, Trầm Dên, Tấn Đen, vân vân và vân vân của miền Nam chúng ta nha. Đấy là phía anh em miền Bắc nha. Còn phía Nghệ An thì đầu dò các bạn cũng biết rồi đấy. Nghệ An thì chỉ có chơi đầu dò thôi nha, 22 và 33. Và cũng đã từng gặp gỡ và đụng độ với Tài Nhỏ Thọ Bến Tre. Đấy, Tài Nhỏ Thọ Bến Tre, rồi Tấn Đen của miền Nam chúng ta, vân vân và vân vân. Cho nên các bạn phải hiểu về cái video này để làm nói nha, là chuyện cáp kèo giữa anh em miền Nam, miền Bắc và Nghệ An ra sao là như thế. Của những năm trước chưa gặp gỡ nhau và chưa có biết về nhau, cho nên rất dễ xảy ra kèo. Và có những kèo rất hay, rất hấp dẫn, luôn đem đến cho những người hâm mộ được xem những kèo kịch tính rất hay. Còn hiện tại bây giờ nữa nha, giống như anh em Campuchia nha, anh em Campuchia và của Việt Nam chúng ta nha, anh em Campuchia Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ông Vua Kỳ, huyền thoại của Việt Nam chúng ta là Long Kỳ, trước đây từng sang Campuchia hoành hành hoành tạc đủ thứ các kiểu nha, hoành hành hoành hạt đủ thứ các kiểu tại đất Campuchia, là do trước đây những người anh em Campuchia không biết Long Kỳ của Việt Nam trình độ đẳng cấp ra sao và tới đâu, cho nên dễ cáp kèo và cáp kèo rất dễ xảy ra nha. Đấy là trường hợp của Long Kỳ. Còn hiện tại 2024 này hầu như những người anh em Campuchia, đặc biệt là Li Ho và Chen Len, hiện tại bây giờ ngoài Long Kỳ ra, ngoài Long Kỳ ra, tất cả các cao thủ của Việt Nam chúng ta, nếu ai mà lên tiếng kèo thứ nhất là Kỳ Solo 9m và Kỳ 12m nha, Kỳ Solo 9m và Kỳ 12m thì Campuchia sẽ rượt Việt Nam cho chúng ta tới nhà, tới bến Ninh Kiều luôn nha các bạn, tới nhà và cho tới bến Ninh Kiều luôn nha. Nha, các bạn nên nhớ về điều này nha.
Còn đầu dò hiện tại bây giờ của Việt Nam chúng ta, hầu như không có ai là đối thủ của Anh. Anh cũng là đối thủ của Cambodia. Từng sáu năm trước, từng vào cầu tre. Và 2-3 năm trước cũng từng về quận 12. Và Anh thật sự rất tiến bộ. Anh từng chấp tài nhỏ, đầu dò, ba bát và một kỳ đấy, là Anh đấy. Hiện tại bây giờ, Việt Nam chúng ta, nếu ngoài Long Kỳ ra, kèo solo kỳ 9m, kèo kỳ 12m, nhé, 22, và kèo đầu dò. Việt Nam lên tiếng, Cambodia sẽ rượt tới nhà và tới bến Ninh Kiều luôn. Không đùa, nha, không đùa. Cho nên các bạn phải nhớ, cáp kèo và cáp kèo, kèo thơm thì những người kiếm cơm sẽ rượt tới nhà, tới bến Ninh Kiều. Còn kèo không thơm, người ta suy nghĩ lại, không chơi là quyền của người ta. Đấy là không ai bắt buộc ai cả. Cho nên Đại Lâm nói về chuyện cáp kèo và cáp kèo rất khó khăn, rất khó khăn. Mà các bạn xem trên video của Đại Lâm, nhiều lúc các bạn comment khách quan thì Đại Lâm sẽ rất cảm ơn các bạn về điều này. Còn những người bạn comment không hiểu sự thật cáp kèo ra sao và khó cỡ nào thì Lâm cũng xin cảm ơn các bạn. Bó tay. Rồi các bạn hãy thông cảm về điều này nha. Để Lâm chỉ biết cười thôi chứ không biết nói điều gì hơn nữa. Còn hiện tại bây giờ 2024, Đại Lâm cũng là U53 rồi nha, U53 rồi. Tài sản của Đại Lâm thì không có gì nha, ngoài chiếc nhẫn này 4 chỉ chính, ngoài chiếc nhẫn này 4 chỉ chính nha. Chiếc nhẫn này 3 chỉ nha, 4 chỉ chính với 3 chỉ. Đấy, 4 chỉ chính với 3 chỉ. Thì các bạn cũng biết được bao nhiêu rồi ta. Trung bình cái này thì cũng được gần 20 đi. Cái này nữa thì 10 đi rồi. 2 cái này 30. Nha, được 2 cái chiếc nhẫn này không là 30. Rồi ok nha. Chiếc ẹt nhỏ của Đại Lâm. Tài sản của Lâm nha, chiếc ẹt nhỏ của Đại Lâm. 40. Tầm 40 nha, chiếc ẹt nhỏ Đại Lâm. Tổng cộng giá trị tài sản trên người của Đại Lâm hiện tại bây giờ tầm 70 nha. Rồi, Đại Lâm sẽ cáp kèo như thế này. Các bạn nào nhận thì hãy trả lời và lên tiếng. Đại Lâm sẽ chơi 60. Đại Lâm sẽ chơi 60 và chừa 10 triệu lại để Đại Lâm hàng tháng đóng nhà trọ. Ok nha. Đại Lâm sẽ nhắc lại, bằng 2 chiếc nhẫn này được 30, chiếc kẹt Đại Lâm được 40, tổng cộng được 70. Rồi, Đại Lâm sẽ cáp kèo như thế này nha. Kèo thơm mà thì Đại Lâm sẽ được tới nhà, còn kèo không thơm thì Đại Lâm sẽ không nhận. Đại Lâm cũng giống như các bạn thôi, cho nên các bạn phải nghe về kèo của Đại Lâm nha. Trong tất cả các anh em đồng nghiệp làm YouTuber hiện tại bây giờ của Việt Nam chúng ta và cả Cambodia nha, cả Việt Nam chúng ta và của Cambodia, Đại Lâm sẽ khiêu chiến, thách đấu solo đầu dò 1-1, 3 cái, 3 bát tự do, 3 bát tự do và 1 bát tự do nha, 2 kèo, 1 kèo 3 bát tự do và 1 bát tự do 2 kèo nha. 1 cặp Đại Lâm, tài sản của Lâm còn 70, 1 cặp Đại Lâm chơi 60 thôi, chừa 10 lại để đóng tiền trọ nha. Đấy, chương trình cáp kèo và cáp kèo, các bạn hãy nhớ kỹ đó nha. Toàn bộ tất cả các đồng nghiệp anh em YouTube của Việt Nam và YouTube của Cambodia, kèo solo đầu dò 3 bát và 1 bát, 1 cặp 60 thôi, 1 cặp 60 nha. Rồi,
Các bạn nào thấy kèo thơm ba con tôm thì hãy rượt Đại Lâm đến nhà, đến bên Ninh Kiều nha. Thế thôi. Đây, cho nên chương trình cáp kèo và cáp kèo không hề dễ dàng như các bạn nghĩ. Mà các bạn ngồi nhà nói những điều không hay thật sự rất đáng buồn và đáng tiếc các bạn ạ. Đấy là câu chuyện cáp kèo và cáp kèo. Rồi, một lần nữa Lâm xin kết thúc video ở đây. Chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Chương trình cáp kèo và cáp kèo khó khăn ra sao? Rất khó.